Em xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trên kênh Nguyễn Heo Official. Hôm nay buổi trưa trời nắng đẹp của chú anh chị. Giờ là khoảng 10 giờ 30 trưa rồi của chú anh chị. Em đang có mặt tại cái này là công ty Bon Chen của chú anh chị, trên quốc lộ 1K gần chợ Đồn này, đối diện chợ Đồn hướng về thành phố Biên Hòa của chú anh chị. Ở đây bên đây là thuộc địa phận cũng thuộc địa phận của thành phố Biên Hòa luôn. Đây, khu công nghiệp Bon Chen. Đây, đèn xanh đèn đỏ của chú anh chị. Chúng ta rẽ trái là vô chợ Đồn nè, chị thẳng về Cẩu An. Hôm nay trong video này em mời cô chú anh chị các bạn cùng em thăm lại từ khu vực chợ Đồn công ty Bon Chen về Cẩu An, rồi về khu vực bên huyện Vĩnh Cửu của chú anh chị. Thì cái hướng đường Cửu Long đó, để mời cô chú anh chị cùng em du lịch đường phố tiếp tục nha. Thăm lại con đường này, xem quang cảnh xung quanh có gì đổi khác không cô chú anh chị nhé. Bây giờ này trời nắng đẹp này, video chắc cũng sáng đẹp. Ở đây là quốc lộ 1K nè, thuộc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa. Đây là cầu Hóa An của chúng ta. Còn mình chạy xe gắn máy thì mình đi phía dưới đây, còn chạy xe 4 chỗ thì lên trên cầu, qua cầu vượt. Đây là mình về địa phận thành phố Biên Hòa rồi. Đây còn phòng xây, chúng ta rẽ trái là về Bình Dương, về Bình Chuẩn, rồi Miếu Ông Cù rồi đó của chính chị. Còn rẽ phải là về Tân Vạn, rồi chúng ta đi thẳng lên cầu Hóa An này. Cầu Hóa An, cầu này là cầu nhánh 1 của chính chị. Cầu có chiều dài là hơn khoảng là 782 mét, gần một cây số đó của chính chị. Cầu này là mới xây dựng cách đây khoảng là 8-9 năm. Còn cái cầu Hóa An 1 nằm phía bên kia, bên tay trái bên kia hướng ngược lại. Đây, chạy chậm chậm cho cô chú anh chị ngắm cầu lại nha. Cầu này cầu mới này, mới xây sau này. Nó có mặt bằng nó rộng gần gấp rưỡi cầu cũ. Trên cầu này vào buổi chiều đây tối người dân cũng hay lên đây, ta đi bộ tập thể dục rồi ta hóng gió, rồi ngắm sông ngắm cảnh rồi cũng vui. Đấy, ở đây thì có nhiều vụ nhảy cầu thì còn cũng báo chí cũng đăng rất là nhiều rồi. Đây, cầu Quan nữa chú anh chị, phía tay trái là qua cầu vượt luôn, vượt là qua cổ bến xe luôn. Hôm nay em mời cô chú anh chị cùng em tham quan cũng như là đi thăm lại con đường từ cầu Hóa An này về huyện Vĩnh Cửu của chú anh chị. Vĩnh Cửu thì chúng ta sẽ đi đường Cửu Long. Đây, đường Cửu Long, khu lịch Cửu Long. Nó nằm trên con đường Huỳnh Văn Nghệ. Đây, chúng ta rẽ trái, phòng xây này chúng ta rẽ trái. Rẽ trái là về phường Cửu Long. Đi trên đường Huỳnh Văn Nghệ về huyện Vĩnh Cửu thôi các chú anh chị. Đây cách khu lịch Cửu Long khoảng 2 km. Ở đây là thuộc khu phố 1, phường Cửu Long, thành phố Biên Hòa. Giờ này cũng gần trưa rồi, đâm ra là xe cộ chạy cũng ít. Học sinh sinh viên thì vô trường học,
Còn người dân đi làm thì vô công ty, cơ quan người ta làm hết rồi. Còn những người bình thường buôn bán hay nọ thì giờ này thì cũng có một số ít người ta đi tới, người ta chở hàng tới lui. Đấy. Phía bên tay trái là trường đại học Lạc Hồng. Cái con đường này là hai bên đường là người ta trồng những cây hoa phượng rất là nhiều năm tuổi rồi, gốc nào nó cổ thụ của anh chị. Bên môi trường người ta cũng mới cắt tỉa cây xong, mà em thấy cả tháng hôm nay là cây cối lại tiếp tục tươi tốt tiếp rồi này, xanh tươi. Mưa trời mưa nhiều á, đường này vào mùa mưa cũng hay ngập lắm, mưa là thoát không kịp mà ngập. Bao nhiêu năm này con đường đi vẫn vậy, nó cũng không có nới rộng lộ ra thêm. À, cô chú anh chị thấy không, hai bên đường hai hàng phượng được cắt tỉa gọn gàng. Khu phố này toàn là xem thấy thì đa số là cô chú anh chị người Hoa sống nhiều. Sống khu vực ở đây là sống phố của cô chú anh chị người Hoa rất là nhiều. Có một số hộ thì họ mở hộ kinh doanh, có một số hộ thì họ cho thuê, họ cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà ở phía dưới rồi họ ở trên. Một số hộ là họ ở chỗ khác, họ cho thuê nguyên căn luôn. Khu vực này từ cầu Hóa An về tới huyện Minh Củ, em thấy hai bên mặt bằng, hai bên đường người ta cho thuê chắc phải mười mấy hai chục mặt bằng đang cho thuê mà chưa có ai thuê này. Cô chú anh chị nào mà xem được video này mà có muốn ra đây kinh doanh hay là gì thì ra đây tìm mặt bằng ha. Hôm nay đang ngoài này đang cho thuê nhiều lắm. Đây, trường trung học cơ sở Tân Vũ. Đây, nếu mà chúng ta đi qua bên tay trái của chú chị, đây là trước mặt là khu du lịch Phủ Long. Phủ Long rất là nổi tiếng, giống như là một cái vịnh Hạ Long thu nhỏ của chú chị. Rất nhiều cây cối và cảnh quan rất là đẹp. Và chúng ta nếu mà rẽ trái, nếu chúng ta qua Bình Dương thì sẽ có một cái con phà. Chúng ta đi tắt qua Bình Dương thì chúng ta sẽ theo cái con hẻm xuống này có một cái phà. Chở qua bên đó là chúng ta sẽ đi ra tới là Miễu Ông Cù này, ngã tư Bình Chưởng rất là nhanh. Đấy, cách trong con sông thôi là qua tới Bình Dương rồi. Còn phía bên tay trái là khu nội trú sinh viên trường đại học Lạc Hồng. Đấy, cái này là thuộc cơ sở 5 đại học y dược của cô chú chị, đại học dược chứ. Đó. Rồi, phía xa xa đây là có nhà hàng nè, nhà hàng. Ở phía bên tay phải nè, phía bên tay trái thì có cái chỗ mà để câu cá giải trí bên đây. Đấy. Đây, phía tay phải là khu lịch Phủ Long, phía trước này người ta gào lại hết chân này. Đấy, phía trong cảnh quan rất là đẹp luôn, cây cối xanh tươi mát mẻ.
khu vực trường lái mà dạy lái xe hoặc là sát hạch lái xe của khu lực Vũ Long cũng nằm ở khu vực này cô chú anh chị nha. Đây ai học bằng lái A1, A2 đồ hoặc là B2 đồ bằng C đồ á là ra đây mình đăng ký ở đây nè. Ở đây có cái trường này. Trường phía tay trái này, trường trung tâm này. Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe nè, loại 1 Đồng Nai đây nè. Đấy. Rồi phía bên tay phải là chúng ta vào khu vực dân biến trong biên thì chúng ta đi đường này. Về phải đường này. Đây hai hàng phượng là ở khu vực từ cầu Hóa An và tới đây là nó trồng tới hết con lương tới qua tới địa phận khu vực huyện Vĩnh Củng luôn của chính chị. Phía trước sẽ có một trạm thu phí nhưng mà trạm thu phí này thì ta thu đủ rồi, bây giờ ta không còn thu nữa. Sau này nếu mà nâng cấp sửa chữa hoặc là nới rộng lộ ra thì lúc đó mới tiếp tục thu. Bây giờ là ta xả trạm rồi, ta không còn thu nữa. Thì khu vực phía bên ta phải các hộ nhà dân ở đây là người ta giải tỏa hết trơn à, để làm có khu vực trạm thu phí này nè. Đấy, bây giờ chạm chỗ này là xả chạm rồi, không còn thu nữa. Lúc trước ở khu vực này lúc mà cái đường lộ trường chưa nói rộng ra là cái đường này bằng đêm rất là phức tạp nha. Đường thì vắng, mà quán cà phê đèn mờ ảo diệu rất là nhiều. Đấy. Cây cối thì tùm, đường xá thì nó ổ gạo voi, nhưng mà khoảng 5-7 năm đợi trở ra đây đường, khi đường mà nới gọng lộ ra thế này xong rồi cơ sở khang trang rồi chủ những người cấp lãnh đạo người ta về, những người mới người ta về á, người ta nói chung là người ta những cái tụ điểm mà giống như quán cà phê chòi, cà phê đèn mờ giờ cũng không còn ở khu vực này nữa. Thay vào đó là những cà phê ăn quán ăn uống lành mạnh. Đây, chúng ta vừa qua địa phận Vĩnh Củ rồi cô chú anh chị, địa phận huyện Vĩnh Củ. Ở đây là thuộc khu 1 ấp Bình Hòa, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Củ, Đồng Nai. Đây ấp Bình Hòa. Đây trung tâm văn hóa xã Bình Hòa nằm đây, trường tiểu học cũng ở đây luôn. Ở phía bên tay trái là công an, ủy ban nhân dân xã Bình Hòa. Ở đây bây giờ con đường này bây giờ là phát triển lắm cô chú anh chị nha. Hai bên đường hầu như là xây dựng hình như là xây dựng kín hết rồi. Sát nhau không? Đường xá thì rộng rãi thoáng mát, dân cư thì giờ đông đúc. Khu vực này giờ khá phát triển. Lúc trước cái con đường này á, rồi hai bên là cây cối, là người ta trồng cái hàng biên, người ta trồng cái hàng cây phía trước nhà như là già hàng bông bụt này kia đó. Hoặc là những cái cây hồi trước nó rất là tùm, đường này xưa rất là vắng luôn. Hầu như là 8 giờ rưỡi mà ra đường là hầu như là không có thấy xe đấy. Còn bây giờ thì đi lúc nào thì cũng có thấy xe. Bán ăn uống, bán hàng quán đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Đây, đây có một cái ngôi chùa Phổ Quang Cố Tự nằm ở khu vực đây. Này cô chú anh chị, lâu rồi mình không có đi lại con đường này. Bây giờ mình nhìn xem cái con đường này giờ nó phát triển ghê không. Nhà cửa giờ san sát nhau hết rồi. Kinh doanh mua bán không thiếu cái gì luôn.
nhờ em đi quay YouTube chạy chậm chậm, giao thông nó không có thổi, nếu mà chạy thì nhanh nhanh mà lắng tiếng cái là bị máy ảnh rồi đó. Đường này thì giao thông lâu lâu họ hay đứng, lâu lâu cũng đứng thôi chứ không phải đứng thường. Ở Bắc giống như là chạy quá tốc độ nè, lấn tiếng nè, không phải nó nguy hiểm nè. Đó. Ở đây là chúng ta qua địa phận xã Tân Bình, huyện Bình Củ, tỉnh Đồng Nai của chúng chị. Đây, xã Bình Hòa và tới xã Tân Bình này. Ở khu vực này nổi tiếng với làng bưởi Tân Triều. Đấy. Không những nổi tiếng ở khu vực này và nổi tiếng ở Biên Hòa và cả nước luôn. Điều ai cũng biết đến khu vực này, làng bưởi Tân Triều của thành phố Biên Hòa. Các bạn thương hiệu trái cây bưởi da xanh rất là nổi tiếng. Đây chúng ta đi thẳng tới cái ngã tư này, về trái là về làng bưởi Tân Triều, khu du lịch bưởi Tân Triều. Còn rẽ phải là chúng ta sẽ đi về trung tâm huyện Bình Củ tiếp nha. Đấy, còn đi thẳng luôn là về xã Bình Lục. Đây, em sẽ đi con đường này của chính chị nha. Hôm nào có dịp em sẽ vô khu du lịch làng bưởi Tân Triều quay cô chú chị xem coi là hiện tại làng bưởi Tân Triều nó giờ như thế nào nha. Ở đây khoảng hơn 100m nữa là chúng ta tới chợ Tân Bình. Hồi xưa giờ ở dân ở đây người ta kêu chợ bánh cá đó. Cái khu vực này thì em cũng có rất nhiều clip em đi em quay trên cái đường này rồi. Đấy. Rồi. Trong clip hôm nay em xin chia sẻ một số hình ảnh về cái con đường từ thành phố Biên Hòa về quận Củ, chia sẻ đối với cô chú anh chị các bạn nhé. Rồi giờ em xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video cũng như ủng hộ em bằng nút like, nút đăng ký kênh. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn. Em xin chào và hẹn gặp lại.